Kẻ xấu đóng vai xe ôm công nghệ để thực hiện hành vi xấu với nữ sinh ngay giữa ban ngày. Nữ sinh lớp 9 cầm điện thoại đi trên đường để gọi người nhà về ăn cơm thì bị một nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ áp sát rồi nhanh chóng giật lấy con mồi trên tay cô bé. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Liên Tổ 567, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 13 tháng 6. Chị L, ngụ xã Vĩnh Lộc A xác nhận, nạn nhân bị giật điện thoại trong đoạn clip lan truyền trên mạng là cháu gái của chị, tên NLTV, 15 tuổi, quê Bến Tre. V là học sinh lớp 9 đang nghỉ hè nên được người nhà gửi lên thành phố Hồ Chí Minh chơi được hơn 10 ngày nay. Trưa 13 tháng 6, V tay cầm điện thoại đi bộ từ nhà ra quán nước ở gần đầu đường Liên Tổ 567, gọi người thân về ăn cơm. Lúc này, một nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ, chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, giật điện thoại trên tay nạn nhân. Khi bị giật mất điện thoại, cô gái quê ở tỉnh Bến Tre, chỉ mới lên thành phố chơi được ít ngày, đã đi từ ngơ ngác đến hốt hoảng. Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, cô gái đã cầu cứu mọi người xung quanh đuổi theo, nhưng kẻ gian đã nhanh chóng chạy mất. Song nếu như kẻ gian chưa chạy mất thì người được cầu cứu cũng chỉ đi xe đạp, chẳng có cách nào đuổi kịp. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường cũng có một số người lưu thông qua lại nhưng kẻ gian tỏ ra không hề sợ hãi. Theo đó, chiếc điện thoại bị kẻ gian cướp giật trị giá hơn 5 triệu đồng mà cô bé mua trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát để phục vụ cho việc họp trực tuyến. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang tiến hành cho người xác minh, truy xét để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Còn bạn, mày thấy sao về sự lộng hành của các tên cướp khi dám cả gan thực hiện hành vi xấu ngay giữa ban ngày như thế này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.